Ok, xin chào các bạn, mình là Ri Rau đây. Đáng ra là 3 tháng sau mình mới ra một video mới, nhưng mà hôm nay có vẻ là nhanh hơn mọi ngày hả? Hiện tại mình đang chính một cái combo bệnh dị ứng phấn hoa với lại cảm sốt, cho nên là giọng nghe khá là ngu, cho nên mấy bạn thông cảm ha. Và như tiêu đề của mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn năm đôi giày mà mình đã có trong thời gian gần đây, từ khoảng tháng 2 2020 đến hiện tại là bây giờ là gần cuối tháng 3 rồi, hôm nay là 24 tháng 3 rồi. Thì nó là những đôi thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ha. Mình sẽ cố gắng quay video này trong một suất duy nhất và sau đó up nó lên thẳng lên trên YouTube luôn, không có edit gì hết, mình lười edit quá. Thì đầu tiên ở đây mình có một đôi Nike ID custom bởi Ri Rau. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn đôi này là đôi này. Đây, em nó đây, Air Force One. Đây, để mình mở ra cho các bạn xem, đây là em nó. Thì nếu các bạn nào chưa biết thì mình sẽ giới thiệu luôn. Thì Nike ở trên trang chủ của Nike có một cái cho phép người dùng có thể là tự custom, tự design, tự thiết kế cho mình, cho bản thân mình một đôi giày tùy theo sở thích cá nhân. Thì các bạn có thể thay đổi được đa số là cơ bản là khoảng 6 bộ phận của đôi giày là upper, dây giày, swoosh, outsole, midsole, lưỡi gà và phần mông này. Thì đây là một đôi giày mình custom trên Space của Air Force One. Thì không phải lúc nào họ cũng có cho một cái phiên bản custom một cái vật liệu đặc biệt như thế này. Là các bạn có thể nhìn thấy đây là snake skin nè, da rắn nè. Thì cái này ngày hôm đó thì nó đã sold out trong vòng 2 tiếng. Chỉ trong vòng 2 tiếng kể từ lúc release mà mình đã chậm mất, mình đã không có được, và mình rất may mắn là nó đã restock lại và ngay sang ngày hôm sau là mình đã đăng ký, mình đã mua ngay được cái đôi này, rồi mình đã mất một ngày chờ đợi. Nói sao nhờ, đôi để mua đôi giày này là mình phải mất khoảng 2 tháng chờ đợi, gần 2 tháng chờ đợi, bởi vì bình thường là Nike nói là chỉ cần mất khoảng tối đa là 5 tuần để đưa một đôi Nike ID, Nike Max by You về tay bạn thôi. Nhưng mà tại vì do dịch Corona cho nên mình phải đợi khoảng mất khoảng gần 2 tháng để đôi giày này về tay với mình. Thì có thể nói đây là một đôi giày có 102, chỉ có thể là mình có thôi. Vì sao? Tại vì cái thiết kế này là do mình chọn nè. Thêm đằng sau nữa, cái gót này là mình còn có thêm cái khắc thêm cái chữ Rido nữa nè. Bạn thấy không? Đó, rất là đặc biệt. Thì màu vàng là màu mình thích, cho nên mình chọn cái swoosh là màu vàng. Và cái đế gum là một cái đế mình cực kỳ thích nữa. Đi rất là khó bị bẩn á, cho nên là mình rất là thích luôn. Ok, đây là first pick up của mình. Là một cái pick up đầu tiên trong khoảng đầu năm 2020. Đây là cái box của nó, box trắng mà bóc à. Một đôi giày tiếp theo là một đôi giày Air Max. Chắc các bạn nào mà theo dõi Instagram của mình thì cũng biết rồi. Đây là em nó, Air Max 95 Para Running Man ha. Thì đầu tiên trước khi nói về đôi này thì mình sẽ cảm ơn Vinh Cao rất nhiều, là một người bạn chơi giày cùng với mình ở, cậu ấy đang ở Sydney, Úc ha. Thì đã tìm cho mình một cái deal như này, rất là steal. Đôi này mình mua từ Vinh Cao, đã chỉ cho mình mua cao với giá là khoảng $300. Con của nó là coin use rồi, nó khoảng 7-8 gì đó, nhưng mà mình đã phục hồi nó lại. Còn DS thì tầm khoảng 1.500-2.000 gì đó tùy size. Thì nói về một chút về đôi này thì đôi này là sản xuất vào năm
2008 ha, khoảng 12 năm tuổi rồi, là một Nike collab với lại Bryce Para, một cái nghệ sĩ người Hà Lan rất là đẹp. Nếu mà dân chơi nào chơi Air Max thì nhất định là phải có đôi này ở trong bộ sưu tập của mình. Thì lúc mua về của này, đôi này cực kỳ, con của nó rất là tồi tệ luôn, nó rất là hôi, cái mùi ẩm mốc mình đã phải trải qua 2 lần clean và phơi nắng, và sau đó mình phải khử mùi rồi kia, thì bây giờ nó mới được như bây giờ. Thì đôi này nó mang về cái tính chất lịch sử nhiều hơn là cái giá trị về vật chất, cho nên là hiện tại nó đã quá lâu rồi, cho nên là giá của nó mới lên cao như vậy. Chứ lúc mà mình coi nhiều video mấy cái YouTuber review từ cái những ngày đầu mà đôi này ra, thì cái lúc đầu cái giá của nó thì cũng tầm 300-400 đô thôi. Đôi này thì được chủ cũ repaint lại cái đế rồi, airbag thì vẫn còn ok, vẫn còn trong, vẫn còn căng. Về mà nói thì đôi này 12 năm tuổi nhưng mà vẫn còn đi được ha. Nhưng mà mình chắc sẽ là không đi đâu, mình ráp lại mình để thôi. Đi kèm của nó là một cái Axopod nữa nè, mà chủ cũ hình như chưa có đi nữa, còn trong đế trong bịch luôn, mình cũng không đi tới, mình bỏ luôn trong bịch luôn. Ok, thì đây là pick up thứ hai của mình. À, mình phải tìm con này phải hơn 1 năm trời á giờ mới mua được á. Tiếp theo thì sẽ là ba đôi giày trong dòng Dunk Low ha. Thì như các bạn cũng biết, 2020 là sự trở lại mạnh mẽ của dòng Dunk, đặc biệt là SB Dunk. Thì ở đây mình sẽ có một đôi Dunk. Đầu tiên mình sẽ lấy cho các bạn một đôi Dunk. Đây là cái đôi Dunk mình đã có được. Thì cái đôi Dunk phối màu này có tên là Plum ha. Thì như các bạn nào mà chưa biết, mình sẽ giới thiệu luôn. Thì Plum là một cái một phối màu nằm trong một cái vắt có tên là Ugly Duckling, đúng không ta? Mình đọc có đúng không? Ugly Duckling là những con vịt xấu xí, gồm 3 phối màu lận, màu tím này, plum này, xong một cái màu vàng và một cái màu phối màu dị lắm. Thì đây là một cái phiên, là một cái pack mà chỉ có ở thị trường của Nhật Bản thôi. Cái đôi đơn này lần đầu tiên ra mắt đó là khoảng vào đầu năm 2001 ha. Thì bây giờ mới được làm lại, mới được retro lại. Thì các bạn có thấy cái outsole của nó là đế nguyên khối của cơ bản của đơn nè, OG nè, midsole là màu trắng. Thì phần vật liệu của đôi giày này hoàn toàn 100%, không phải 100%, hơn 90% là da lộn. Các bạn có thể thấy ở đây da lộn rất là mềm ha. Và cái dây này không phải là dây oval ha, dây này là dây dẹp, dây dẹp. Và cái lưỡi là lưỡi của đơn chứ không phải là lưỡi của SP ha. Đôi này là non SP. Đằng sau thì là một cái logo Nike. Đó, và như vậy thôi. Và cái hộp của nó là red box ha. Red box như thế này. Và không đi kèm theo một extra lay hay gì cả. Thì đôi này mình mua với giá retail là khoảng một man, man một man hai gì đó, 2 triệu mấy, 2,5 triệu gì đó. Rồi tiếp theo, đôi giày tiếp theo, một pick up thứ tư của mình là một đôi SB Dunk Low Pro. Đây là một bản collab với lại Translove, là một cái hãng, một cái cửa hàng bán skate bros ở bên Cali ha. Thì đầu tiên các bạn có thấy một cái ký hiệu ở đây, Translove. Thì cái đôi giày này release vào ngay đúng cái dịp Valentine. Valentine thì vợ mình đã tặng cho mình đôi này. Thì ở đây các bạn có thể thấy đôi giày này cũng là suede luôn nè. Các bạn rất là mềm luôn khi mà mình sờ ở đây. Không biết các bạn có thấy cái sự đổi màu ở đây không? Sờ ở đây có cái phần này nó bị đổi màu. Và ở đây là nhung. Các bạn có thấy nhung ở đây đó. Upper là nhung. Và Nike Woods màu đỏ cũng là nhung luôn. Đó. Thì đây là một đôi đơn SP, cho nên nó sẽ sở hữu cho mình một cái lưỡi gà mập nè, một cái fast tone nè, các bạn thấy không? Ở trên phần lưỡi gà thì sẽ có một cái logo của Nike SB và Trend Love nè, phải không? Ok, đằng sau của nó vẫn là một cái dính và dính keo hả.
Nike logo được thêu trên một cái phần nhung màu đỏ. Ở phần đặc biệt là cái phần cái đế outsole của nó sẽ là một cái đế IC, và ở bên trong là có những cái họa tiết hình trái tim xanh đỏ. Đây là một cái đôi đơn SB Pro đời mới, cho nên nó sẽ là hai đế ha. Còn cái đế OG của nó đâu rồi, những cái đế OG của nó sẽ là như vậy. Đế OG của nó sẽ là một cái đế như vậy, một cái đế liền luôn giống như cái đôi đơn Glow này. Ok, đó là đặc điểm cơ bản để nhận biết được đơn SP và đơn non SP ha. Đây, để mình lấy lại cho các bạn coi lại hai chiếc. Đây, đây, đây. Hơi bị rườm rà, hơi bị lọc cọc quá. Ok, và đây là cái bóc của nó. Cái bóp này là cũng khác những cái bóp bình thường luôn ha. Bình thường để mình lấy cho các bạn dễ, so sánh cho nó dễ. Thì đây là một cái bóp về cơ bản, đây là một cái bóp của SP đơn rồi. Đó, còn đây là một cái bóp của cái đợt của thôi vậy. Còn đây là cái bóp của cái đôi Trend Love, các bạn thấy có điểm gì khác biệt không? Cái bóp này nó là in trực tiếp lên cái thùng, cái hộp cặt tông luôn, cho nên nó không có một phủ một lớp nhựa trong hay là gì, nên là sợ nó rất là nhám 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 chứ nó không có được trang ở, nó không có được láng mịn như những cái hộp bình thường. Cũng hay, rất là thích. Hiện tại bây giờ mình thích sưu tập bóc giày hơn là sưu tập giày nữa, mình cảm thấy mình hứng thú với những cái bóc mà nó đẹp, nó lạ hơn, cho nên mình sẽ cố gắng tìm những cái bóc và những cái dòng giày mình yêu thích để mình mua. Ok, đây là đôi giày cuối cùng. Một cái bóc nữa đến từ Nike SB. Đây là một cái bóc multicolor gồm xanh lá, xanh dương, đỏ và vàng. Thì nhìn đây các bạn, những các bạn nào mà chơi giày chắc cũng biết rồi. Bên trong của nó thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Một cái giấy gói rất là đặc biệt, giấy gói được in họa tiết banana. Thì không lại gì nữa, đây là một đôi đơn SP của Nike collab với lại Travis Scott. Thì đôi này mình mua lại với giá thì sale khoảng 1.000 đô, thì bây giờ chắc cũng phải hơn rồi, 1.100, 1.200 gì đó. Được, chấp nhận thôi, tại vì mình lỡ đam mê rồi, mình lỡ thích rồi cho nên phải mua thôi. Thì đôi này có vật liệu ở upper của nó sẽ là suede nubuck. Suede nubuck rất là mịn. Và cái phần này là cái phần canvas nè, cái một cái vải cứng khô và in những cái họa tiết giống như ở trên cái giấy in lúc nãy vậy. Ở cái phần Nike Swoosh sẽ là một cái Nike đổi màu từ màu đen, các bạn có nhìn thấy màu đen nè, đẩy qua đây màu hồng liền luôn, rất là hay luôn nè. Ô này, mang cái đế OG nè, không một đế liền luôn, cứng ngắc. Vẫn là một cái lưỡi gà béo nè. Cái phần dây của cái đôi này original thì nó sẽ là một cái dây, đi theo dây của nó sẽ là một cái dây giống kiểu dây thừng vậy đó. Các bạn có nhìn thấy nó lông tôi. Mình thì thật sự mình không thích cái loại dây này lắm, cho nên nếu mà mình đi vào thì mình sẽ thay một trong hai cái dây oval truyền thống của nó, thì nhìn đôi giày chắc chắn là sẽ ok hơn. Khi mà mình lột cái phần da này ra, underneath này ra, thì bên trong thì sẽ có họa tiết elephant print hả. Ok, thì mình đã có một cái bài review ở trên Facebook mình rồi. Nếu các bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì hãy lên Facebook của mình và đọc cái bài viết này nhé. Đây là hai đồ, hai chiếc của một đôi giày đây. Ok, thì đó, đây chỉ là một cái video nhanh mình giới thiệu cho các bạn năm đôi giày mình đã cóp gần đây, năm đôi giày tiêu biểu mà mình đã cóp trong một khoảng thời gian gần đây mình muốn giới thiệu cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay hoặc là gì đó thì hãy like và subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng ra video đều hơn trong thời gian sắp tới. Một vấn đề nữa là các bạn cũng biết rồi, đây một cái vấn đề nóng hổi trong cái thời gian gần đây là dịch corona rồi, cho nên là các bạn hãy cố gắng giữ sức khỏe, tránh hạn chế đi ra ngoài đường hết mức có thể. Còn đối với các bạn nào đang ở Nhật thì
thôi, mình phải cố gắng bảo vệ bản thân ha. Ok, chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Ok, bye bye.